Hello mấy bà, đây là ăn gì bán đó và tôi là Thịt Kho. Hôm nay tôi sẽ review về resort 5 sao Premier Village Phú Quốc tôi nha. Tôi vừa có chuyến du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với gia đình và nhóm bạn thân. Lần này nhóm tụi tôi có 13 người thuê 2 căn villa tại đây. Lúc tụi tôi nhận phòng là buổi tối, được nhân viên rất là nhiệt tình mời welcome drink, làm thủ tục check-in trong vòng 10 phút. Sảnh của resort khá rộng và có kiến trúc đặc biệt sang trọng và tinh tế. Resort này nằm ở cực nam của Phú Quốc nên là sẽ đi xa trung tâm và khu Dương Đông, nên mọi người cân nhắc nếu đã ở đây thì đi ra các khu quen thuộc sẽ khá xa, tầm 1 tiếng đồng hồ di chuyển nha. Từ trên sảnh tụi mình đi thang máy xuống một tầng rồi di chuyển theo lên xe điện, sẽ có nhân viên chở đến tận villa. Cái điều mình không thích lắm ở resort này là bắt buộc khách khi đến sẽ phải tải app của resort và booking trên đó. Ví dụ như muốn book xe điện đến đi đón đi dạo thì bạn phải mở app book trước 15 phút, book dịch vụ hoàn toàn là phải dùng đến app. Mình thấy là như vậy sẽ không có tiện cho những người mà không có rành công nghệ. Một điều nữa là đón xe điện ở đây rất bất tiện, trong khi các resort khác thì chỉ cần gọi lễ tân hoặc ra ngoài đứng sẽ có xe đi qua. Nhưng mà đây thì ít xe hay sao phải đặt qua app mới có xe, hoặc là nếu không chờ thì cũng 20 đến 30 phút. Còn đó là nội thất của villa nè. Hồi nãy mấy bạn có thấy tôi quay hồ bơi riêng ở ngoài ở dưới không? Ở dưới là phòng khách, nhà bếp nè, có hẳn cái một cái toilet riêng nữa. Còn bây giờ thì lên khám phá phòng ở trên nha. Villa có 3 tầng, 3 phòng riêng. Đây là em Sam vừa chạy lên đã lăn lên giường nằm trước rồi. Nội thất của phòng này thì cũng khá đơn giản nhưng mà tinh tế và sang trọng. Tôi rất là thích phòng tắm ở đây và có bồn tắm và có khu vực tắm tiên ở bên ngoài. Còn đây là phòng ngủ thứ hai, diện tích rộng hơn phòng đầu tiên, mỗi phòng đều có phòng tắm và bồn tắm riêng. Dù là phòng diện tích nhỏ hay lớn thì các cách thiết kế cũng làm tôi rất là mê. Đến nơi là buổi tối thì khá mệt rồi nên tôi tranh thủ ngâm bồn tắm nước ấm. Cái cảm giác mà ngâm mình trong bồn tắm rồi bỏ hết những cái ưu tư phiền muộn ra ngoài, nó thư thả mà nó sảng khoái dữ lắm luôn á. Buổi sáng dậy thì mình quay thêm một chút cảnh quan bên ngoài villa, có võng và xích đu xinh như thế này nè. Còn đây là những cái hồ bơi chung của resort nha, nhiều hồ bơi vô cực lắm nên là đảm bảo cứ 5m là có một góc sang xịn mịn để mấy bà sống ảo. Đó, đi qua cái cầu này là đi đến nhà hàng nè. Nhà hàng thì tôi sẽ review ở tập sau nha. Tôi dậy rất là sớm từ 6 giờ nên lúc tôi đi chụp quay clip sống ảo thì là vắng vẻ chưa có ai hết á. Quay hoài mà chỉ cần một phần của một góc cái hồ bơi thôi, còn nữa mà tôi chưa quay được hết. Đây là con đường mà hai bên đường đi ra hồ bơi, đứng chút xíu thôi chắc chắn có hình đẹp luôn á. Lời khuyên của tôi cho mấy bà sắp đi là mang đồ bơi nhiều lên nha, vì nhiều chỗ chụp đẹp dữ lắm. Buổi chiều tụi tôi đi đón bình minh chiều chiều ở Juice Bar. Quán bar này thì có view nhìn thẳng ra biển, là một trong những địa điểm đón bình minh cực hay ở đây. Tụi tôi dành hẳn một ngày để khám phá và trải nghiệm hết dịch vụ trong resort rồi mà không hết luôn á. Hẹn lần sau là sẽ trải nghiệm tiếp rất là nhiều dịch vụ như là massage, sông hơi, khu vui chơi cho kids, trèo thuyền kayak, lướt ván. Đừng quên follow và thả tim tôi để xem nhiều clip review hay hơn nha.